Xin chào quý vị các bạn. Dũng Audi ô tô của Hải Dương ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị một chiếc xe Mazda 3 sản xuất năm 2016. Xe có màu vàng cát. Đây là một chiếc Mazda 3 sản xuất năm 2016 với form dáng rất đẹp. Trang thiết bị nội thất cũng như ngoại thất đầy đủ các trang thiết bị hiện đại. Hệ thống an toàn, trang thiết bị phục vụ người lái cũng như là người ngồi trong xe, với rất nhiều tính năng hiện đại, được tích hợp trên một chiếc Mazda 3 sản xuất năm 2016, động cơ 1.5, tiêu thụ nhiên liệu hơn 6 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Đây là form dáng của chiếc xe. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết nội thất của chiếc xe. Chiếc xe này mình xin giới thiệu quý vị là các bạn, đây là một chiếc Mazda 3 sản xuất năm 2016, động cơ 1.5, số tự động, cửa sổ nóc, được tích hợp rất nhiều tính năng hiện đại. Đây là nội thất của chiếc xe. Sau đó thì mình sẽ quay cái khoang cốp cũng như là cái khoang máy của chiếc xe. Thì đây là nội thất chiếc xe. Xe có màu vàng cát, nội thất màu đen. Được trang bị 4 la răng đúc phanh ABS, 4 la răng đúc và 4 phanh ABS. Xinh nhan trên gương. Xinh nhan trên gương. Đèn bi xê lông siêu sáng. Đây là cái nắp capo thì mình cũng đã mở sẵn ra rồi. Để mình quay một lượt luôn. Dạ vâng ạ, em Dũng đấy. Dạ vâng. Đây là nội thất của chiếc xe ạ. Xe về kết cấu bên ngoài và hệ thống an toàn thì được trang bị 4 lăng la răng đúc phanh ABS. Xi nhan trên gương. Đèn bi xê lông siêu sáng. Còn về trang thiết bị ở trong xe thì gồm những gì sau đây? Thứ nhất là gương kính chỉnh điện cụp điện. Vô lăng tích hợp bàn phím. Đề start stop. Màn hình camera lùi, điều hòa tự động. Cân bằng điện tử, chống trơn điện tử và khởi động máy thông minh, tắt máy thông minh, khởi động máy thông minh. Cửa sổ nóc. Với những tính năng ưu việt này được tích hợp trên một chiếc Mazda 3 sản xuất năm 2016 và hiện nay đang được chào bán với giá là 555 triệu đồng cho một chiếc Mazda 3 sản xuất năm 2016. Bây giờ thì mình sẽ đi về chi tiết, những cái chi tiết hơn, những cái trang thiết bị thì mình giới thiệu rồi. Số tự động, cửa sổ nóc, động cơ 1.5. Đây là khoang cốp của chiếc xe. Thì như mắt mình nhìn thấy đây, đây là cái phần đinh tán ở phần cốp đít thì còn nguyên, tức là xe là hiện nay là mình xác nhận là đít còn nguyên, không bị đâm đít rồi ạ. Keo chỉ đít còn nguyên ạ. Keo chỉ đít còn nguyên quý vị nhé. Rồi về khoang cốp thì rất là đẹp. Đây quý vị nhìn đây, nỉ vẫn còn rất là đẹp. Đây ạ. Sắp xi sáng bóng luôn. Tức là cái sàn cốp, cái sàn của cái phần cốp là sáng bóng luôn. Đây ạ. Rồi. Về chỉ. Chiếc xe này là về chỉ cánh sau bên phụ còn nguyên. Chỉ cánh sau bên phụ còn nguyên. Chỉ cánh bên phụ quý vị có thể nhìn thấy còn nguyên ạ. Mình sẽ quay kỹ chỉ cho quý vị. Đây là phần chỉ cánh sau bên lái cũng còn nguyên. Chỉ cánh lái ạ. Chỉ cánh lái còn nguyên ạ. Quý vị có thể nhìn thấy đây ạ. Tức là bây giờ mình xác nhận là từ phần 4 cánh và phần đít còn nguyên. Bây giờ mình kiểm tra phần đầu. Thì đầu tiên là mình nhìn thấy hai cái ụ giảm sóc là không có móp méo gì cả. Còn nguyên xi hai ụ giảm sóc. Về phần răng, về phần răng trước bên lái còn nguyên đinh tán. Về phần răng trước phía bên phía bên má bên phụ cũng còn nguyên đinh tán. Phần trước đây là thấy là còn nguyên. Mình kiểm tra xem nào. Chỉ này. Bây giờ chỉ capo.
chỉ cabo là còn nguyên quý vị nhé. Chỉ cabo còn nguyên ạ. Phần chỉ cabo đây ạ, còn nguyên hết ạ. Chỉ trong chỉ ngoài cabo còn nguyên hết nhé quý vị nhé. Kể cả là chỉ sát bên trong này cũng đang còn nguyên đây. Rồi. Rồi. Thế là về phần sắt xi đầu răng thì quý vị có thể nhìn thấy đây là sắt xi đầu răng vẫn còn nguyên, không có hiện tượng nắn bóp gì cả, đúng không ạ? Đây ạ, sắt xi đây, cái phần sắt xi đầu răng đây ạ. Rồi nguyên. Thế về đấy là về phần va chạm là xe không lỗi. Mình xác nhận là xe không lỗi quý vị nhé. Xe không lỗi, không tai nạn, không ngập nước. Thế còn đây, không tai nạn. Còn về phần máy thì ốc 7 màu còn nguyên. Máy zin. Ốc 7 màu còn nguyên, máy zin. Đấy là cái tình trạng của chiếc xe này, khoang máy sạch sẽ, máy móc khô ráo. Thì là đây là mình đã nói thông qua về những cái đơn giản nhất để quý vị xem xe đấy, là kiểm tra xe thì đã kiểm tra rồi. Thế bây giờ mình sẽ đi vào cái phần khác nữa. Đi về những cái phần khác nữa. Thế là về chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 555 triệu đồng. Bây giờ mình sẽ đi vào thử trải nghiệm chiếc xe này. Xe được trang bị gẩy số thể thao trên vô lăng quý vị nhé. Bản gẩy số thể thao trên vô lăng ạ. Có đèn start top này. Về nội thất trong xe thì khi mình vào trong xe thì mình sẽ nhìn thấy đây là gương kính chỉnh điện cụp điện này. Gương kính chỉnh điện cụp điện. Vô lăng tích hợp bàn phím cũng như là gẩy số thể thao trên vô lăng. Đồng thời là đèn start top đây ạ. Đấy, đèn start top. Rồi là màn hình camera lùi, điều hòa tự động. Điều hòa tự động, cửa sổ nóc. Cửa sổ nóc đây ạ. Đây ạ, cửa sổ nóc đây ạ. Rồi. Điều hòa tự động, cửa sổ nóc, màn hình camera lùi. Đồng thời là có nút cái núm điều chỉnh của cái màn hình ở đây. Đây là nút điều chỉnh cái màn hình, nó nằm ở đây. Chứ không điều chỉnh cái màn hình, điều chỉnh ở đây. Rồi, gẩy số thể thao trên vô lăng đây. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm. Và đây là có cân bằng điện tử, chống trơn điện tử. Đây là nút khởi động thông minh. Nút khởi động thông minh này là gì? Là khi mà quý vị để cái chế độ khởi động thông minh thì xe nó sẽ tự tắt máy sau 20 giây đạp phanh. Xe không di chuyển, đạp phanh 20 giây thì máy nó sẽ tự tắt. Sau 20 giây thì để nó hiện i-stop đây. Khi hiện 20 giây mà đạp phanh xe không di chuyển thì nó sẽ tự tắt máy. Và khi bỏ chân phanh đạp chân ga thì xe nó tự nổ máy. Về phần trải nghiệm thì máy nổ rất là êm. Quý vị có thể nhìn thấy, nghe thấy tiếng máy nổ rất là êm luôn ạ. Máy nổ rất là êm. Máy nổ rất êm luôn. Số chuyển đều. Đây là nội thất của chiếc xe. Về lái thì rất là nhẹ quý vị nhé. Lái rất là nhẹ. Lái nhẹ. Bây giờ mình sẽ bật điện thoại. Lái rất là nhẹ. Đồng thời bây giờ mình sẽ tăng tốc. Ok, tăng tốc.
lái nhẹ, tăng tốc, số chuyển đều, gầm bệ chắc chắn. Rồi, quý vị xem xe liên hệ trực tiếp Dũng Audi hotline 0855 966 966. Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương, số điện thoại hotline 0855 966 966. Dũng Audi xin hân hạnh giải đáp mọi thắc mắc của quý vị và tư vấn cho quý vị miễn phí về xe ô tô cũ. Quý vị hãy vui lòng liên hệ trực tiếp Dũng Audi hotline 0855 966 966. Chiếc xe này là Mazda 3, sản xuất năm 2016 và được chào bán với giá là 555 triệu đồng. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.